rồi kìa. Không phải, không phải, đang lấy trớn lại á. Ôi hay quá. Ơ coi chừng nó gất, gất qua kìa. Những chiếc, những chiếc xe bán tải này thì rất là mạnh. Bởi vậy mới kêu bạn đi. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì cái công đoạn chuẩn bị để mà các anh em hành trình về bản Cao, một cái bản khá là sâu và xa ở Lào ha anh Hoa? Đúng rồi. Và cái công đoạn này gàn vô dây vô là nữa là xong đúng không anh? Đúng rồi, ok xong. Sáng giờ mệt chứ không? Nói chung là đổ mồ hôi nhưng mà mình có tinh thần vui vẻ. Dạ. Đồng hành thì bây giờ cái cùng 6 anh em sẽ đồng hành chạy vượt hơn 200 km. Đúng. Để đến cái bản vùng cao của Lào. Và đây là các nhu yếu phẩm được tất cả các cô chú mạnh thường quân hỗ trợ, cũng như là kinh phí, cũng như là anh Hòa đã hỗ trợ nhiệt tình cho mọi người kết nối với nhau để san sẻ những cái yêu thương trên cái chuyến xe này. Rồi. Dạ. Bây giờ cũng sức mồ hôi hết rồi, công việc ở nhà thì bỏ dở chắc vợ la quá. Không có gì. Theo lưng. Rồi rồi, ok. Đi Nhân ơi. Mình xong rồi đó, giờ chuyến đường giờ mình đi ra lấy nước nữa là đi. Dạ. Dạ. Ô, xin chào cô bác quý chị. Hiện tại thì đang có mặt cái đang có mặt trên một cái chuyến xe gọi là chuyến xe yêu thương đến bà con đồng bào người Lào ở vùng cao. Và hôm nay thì các anh em có dịp trở về lại Lào đó thì cũng có được anh Hòa hỗ trợ, như ở clip trước cũng có chia sẻ rằng là đem những cái nhu yếu phẩm được sự hỗ trợ của tất cả các mạnh thường quân để các anh em đồng hành về đây cùng trên một cái chuyến xe đa số là người Việt để đi đến bà con ở vùng cao. Mấy đứa gần nhà đó biết. Ồ, xong chưa rồi hả? Do mình quẹo sai hả anh? Đúng rồi, đúng rồi, ngay chỗ đó sai á. Tại mình biết là sai đồ đi gấp đi quẹo luôn. Thế đúng là phải chạy hết luôn kia. Ngay chỗ cái cổng chợ là nó cấm rẽ kiểu đó. Nếu mà anh đi qua đi qua chợ luôn á thì được. Còn mà đi rẽ theo cái đường nãy mình đi ngược lại là không được. Hồi trước thì nó cho, bây giờ nó không cho nữa. Tính ra đây là lần thứ hai rồi mình ở đây mình bị công an bắt rồi đó anh Hồ. Mà sao anh Hòa anh xử lý nhẹ nhàng quá. Hôm qua mấy anh em cũng đi nhân lái xe chở anh Hồ thì cũng bị ngay chỗ đó luôn. Hết nhiều anh Hòa. Không cho mấy chục ngàn nước ý quen rồi họ biến hết. Biến rồi chỗ đó. Em thì bị anh công an ghéo lại thì cái cảm giác lúc em mà bị công an nước ngoài bắt sao Nhân? Em sợ là người ta nhốt em lại luôn. Em mới nói là gọi cho anh Hòa Liên, gọi cho anh Hòa Liên. Nhưng mà anh Hòa ra thì làm rất là nhẹ nhàng, mặc dù hơi lâu một tí. Lúc anh Hòa đứng soạn giấy tờ thì em cũng hơi lo. Họ sợ là người lạ này thôi chứ quen chợ đó họ biết. Nói chung là cũng một cái kỷ niệm rất là vui, rung nhưng mà vui. Hôm qua một lần ngay chỗ đó, hôm qua thì là do mình ngồi xe sedan nó hơi khuất, thực sự là mình không thấy, với lại là mình cũng lạ đường á, mình cũng cố gắng là mình nhìn đường xá, là mình cố ý đi luôn cho nhanh. Trên cái chuyến xe này á thì đây là một cái chiếc xe Vigo bán tải, chỉ chở được khoảng 5 người thôi. Nhưng mà hiện nay là trên xe đến 7 người ngồi chật chật vậy đó. Nhưng mà nó lại có nhiều kỷ niệm, nó lại có nhiều cái niềm vui ha anh Hòa ha. Em không biết thì tổng cái quãng đường mình đi về hôm nay là nó khoảng hơn 300 cây ha anh Hòa? Cỡ mình cáp cỡ khoảng dưới 300 cây thôi chứ còn không tới. Đường xá ở đây thì cái tốc độ chạy như thế nào anh? Nói chung mình đi ra đường chính thì mình chạy chậm bình thường, chậm hơn trở lên được. Dạ. Nhưng ở trong thành phố mình chỉ chạy trong khoảng chừng là từ 80 là 100 đổ lại thôi. Dạ. Việc mà chạy quá số người quy định ở đây nè thì công an họ có bắt không? Không, nếu như xe bán tải này thì mình chở giống như mình cũng chở người sau ngồi bình thường thôi. Dạ. Nó không có gì hết. Em không hiểu là em không biết là cái đường xá ở Lào thì nó được bằng phẳng giống như vậy hết không, hay là nó sẽ có những cái đoạn khó khăn hơn anh? Nó cũng như vậy á. Vì sao mà người Việt mình là người ở Lào lại thích chọn xe bán tải hay là xe tải để di chuyển nó vậy? Nói chung là nó vận dụng dễ được, ví dụ như mình sinh hoạt hay đi đây đó công việc rồi mình vận chuyển hàng hóa nó cũng dễ.
thuận tiện hết. Lao đấy là bạn tại là có được hai miệng thành tích là vừa chẳng hạn vừa người được. Trên mình nó là chịu được chứ. Ở trên cái chiếc xe này thì có một anh là chèo với lại anh Hòa, đó là anh Sai người Lào. Anh Hòa là người Việt. Bùi Hồ, em Nhân, anh Ngân với lại anh Sơn. Anh Sơn với lại anh Suýt hả? Lít hả? Để đồng hành có thể là đi đến những cái vùng cao đó mình sẽ phát quà cho được nhanh hơn ha anh ha. Ủa mà em mong hiểu là khi mà mình đi như thế này thì cái việc mà người ta có bán đồ ăn dọc đường không hay là sao anh? Có hả? Chứ mà lo ăn ghê đó tốn lo, xấu á lo cho mấy anh em tại đấy đang cái chuyện chính này. Bây giờ chiếc xe của mình vẫn đang trên đường đi về cái nơi bản vùng cao gần giáp với biên giới của Campuchia với lại Lào, và đây là ghé cái trạm xăng đổ này cô bác quý anh chị. Anh nói là cái này là bao nhiêu? 20.055 đồng một lít. Đúng rồi, 20.000 coi như là 20.500 đồng. Mình tính cho 20.000 là 26.000 cho 27.000 đấy. À được 650.000 thì được 32 lít. Được 32 lít đó. Cây xăng Lào 20.000 thì mình tính cho 10.000 được 13.000 đấy. Dạ. 20.000, 26.000, dạ. 27.000 đấy. Cũng vừa đủ cái chi phí các anh em để mà đi luôn. Và bây giờ các anh em đang tiến hành gàn lại đồ nè, và tổng cộng cái chi phí đi thì vừa Bùi Hồ trích quỹ của Mạnh Thường Quân 1.000 đô thì, với lại anh Ngân 100 đô nữa là 1.100 đô thì Bùi Hồ bây giờ đổ xăng xong gạt xong thì sẽ tiếp tục cái hành trình. Ở cái hành trình phía trước thì nó cũng còn khá là dài và bó không anh đi già nó liệu sẽ cái phần quà của này nó sẽ được đến tay những hoàn cảnh khó khăn bà con ở cả cháu nội mắt tươm cao ở bản làng đi ngồi ngoài trong vô trong xe tiếp tục đi ha, thấy sống hả anh em mình đi đây. Ủa anh ngồi đây luôn hả? Ủa trời ngồi được không? Gần 200 cây á, anh gần 200 cây á được không? Được trời. Ở đây 7 người nè, ở đây ghế này thì chỉ 3 người. Vậy là bây giờ chỗ của em thoáng hơn hả? Rồi. Đi. Rồi, bắt đầu. Nắm cái chuỗi thầu đã. Rồi. Rồi, tiếp tục đi. Đủ đường số chưa nhìn. Cảm giác bây giờ sao rồi? Khỏe hơn chưa Nhân? Khỏe hơn. Đỡ hơn rồi anh ơi. Ủa, ngồi đâu rồi? Sao ngồi hả? Dạ, ra ngồi sao ngồi luôn rồi anh. Nắng vậy sao chịu nổi ta? Sao chịu nổi được hả? Ừ, nắng nó mình gió này chạy mát hơn. Đáng lý ra đen như em ra sao ngồi mới đúng chứ. Hả? Xin lỗi. Chứ mấy người trắng rồi sao ngồi ổn lắm. Rồi. Nhân ra sao ngồi đi. Dạ, ủa, Nhân, không ấy, Nhân ra sao ngồi cho đen bớt. Hồ ra sao ngồi đi. Dạ. Rồi, đó, được rồi. Về anh em giới, người ta giờ cũng ra thăm cho vô quá. Chiếc xe này gọi là chiếc xe yêu thương mà vui, vui ghê á. Về biên giới là... Thật ra thì... Chứ tôi hoài, nó không phải. Một cái hành... Một cái hành trình dài như thế này á mà mình em cũng chưa bao giờ dám nghĩ rằng là mình mấy anh em mình sẽ đi về vùng cao sâu vậy mà lại cùng đồng hành với mấy anh em là người Việt ở trên đất Lào nữa, nó cũng thấy nó cái điều gì đó nó tuyệt vời ha. Ở đây chia sẻ với cô bác quý anh chị là anh Hòa đang lái ở trên cái vô lăng đó, nó có những cái dây là của các vị sư thầy làm phép để mà cho mọi chuyện nó được suôn sẻ trên cái hành trình của anh Hân Hòa ha. Dạ. Và việc mà treo những cái vật dụng như của cho được các sư làm phép là một việc khá là bình thường ngay tại Lào. Thường là những cái ngày lễ lớn hay là những khi mà anh mua xe mới thì đem về cho các sư làm phép trước đúng không? Đúng rồi. Nãy giờ thì cũng chạy hơn 100 km. Dạ, và các anh em sẽ xuống đây để ăn trưa. Cũng ngồi ở trong á, thì cũng cái thời tiết ở Lào nó cũng khá là nóng. Do so với chỗ Nhân ngồi á, nắng như là táp vào mặt vậy á. Nhưng mà thương hai anh em là anh Say người Lào với lại một anh
anh khiếp hả? Anh fit. Nãy ngồi đây nè, nắng ghê á. Nắng quá xe hả? Hả, để tí. À, bây giờ ghé đây ăn hả anh hả? À, thì mình nói kiếm thôi, ăn có gì. Dạ, đây là quán người người Việt hay người Lào? Người Lào hả? Ở đây là huyện huyện không của Chăm Pa Sắc luôn. Bà bố, bà mới nợ bà đi. Đồ thì đồ đạc thì lỉnh khỉnh ở đây nè cô bác anh chị, rất là nhiều luôn. Đối với Việt Nam mà chở đồ quá tải như thế này thì phạm luật giao thông, nhưng ở ở Lào á thì cái chuyện đó nó đơn giản hơn nhiều. Ghé đây để coi có món gì ăn cơm trưa, cũng gần tới 11 giờ rồi. Phở bánh canh đi anh, có cơm gì không? Ồ, ở đây đâu có cơm đâu. Bánh canh. Bánh canh. Bánh canh hết à? Dạ. Ở đây là có dịch vụ chuyển tiền bằng tiếng Lào. Dạ, dịch vụ chuyển tiền. Money. Thì gì là ở đây nè, ví dụ như là thầy Bolica, nghĩa là có dịch vụ nè, du lịch. Ở đây hay có dịch vụ là những chuyển tiền nè, rút tiền nè, có là thầy Bolica nè. Thanh toán nhanh đúng không? Nó có nhiều cái dịch vụ ấy là. Hay quá. Mà Lào nóng thiệt á. Bây giờ khoảng chắc em nghĩ là hơn 34 độ, 35 độ vậy á anh Hòa. Nóng ghê lắm nên là nở chiếc xe của anh Hòa để chạy vậy luôn á. Chứ là hồi lên nóng dữ lắm. Thôi giờ mình ăn trước đi. Chút xíu nữa đi. Còn bao nhiêu cây nữa anh Hòa? Đấy, giờ mình ăn xong rồi đi vô đây. Còn nếu mà đi khi nào thì lên đây một tí nữa. Dạ, đây đó khoảng còn bao nhiêu cây để mình đi phát? Đi vô đây cỡ 20-30 cây nữa. Tại mình đi qua con sông, qua sông lớn. Ồ, qua sông lớn, qua sông Mekong này hả? Qua sông này, qua sông này. Dạ. Đi qua phà. Thôi nhanh nhanh đi, tại hai anh ngồi ngoài sau nóng quá đâu. Đi qua phà nữa mà, còn đi qua phà nữa. Ờ, phà lớn không anh? Phà lớn. Có bữa nó phà không nữa? Có phà chứ. Qua mông mông là qua phà, qua mông mông. Qua mặt con khổng à? Dạ. Qua con khổng là cùng về cùng với cắm kia đó. Ừ. Đi phà hết. Cũng đi phà hết. Không, qua con khổng thì con đi phà. Con từng qua mừng mừng đi. Không, đâu. Đi câu. Hai anh đây nè. Anh ngồi ở ngoài sau cái đuôi xe đó. Mà thời tiết ở Lào hiện nay thì khoảng 30-40 độ. Ngày hai anh đó cùng đồng hành với lại Bùi Hồ cũng như là mấy anh em để mà đem những cái chuyến xe yêu thương đến tận tay những người vùng cao, những bà con ở Lào. Anh Tiếp nóng không? Nóng. Anh Tiếp là năm nay bao nhiêu rồi? Dạ. Anh năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, 30. 30 hả? Đây là anh Tiếp nè. Anh Tiếp đúng không? Lít. Dạ. Lít. Viết. Lít. Lít. Lít hả? Lít. Lít đó, anh Lít. À, anh Lít. Ở đây là anh Say. Bên đây là anh Sơn. Đó. Em thì khi mà mình ăn bánh canh á thì mình sẽ có giá trụng nè hoặc là rau. Còn ở đây thì cái này là mình sẽ ăn sống đúng không anh? Mình sẽ ăn sống chấm với lại mắm này là mắm gì anh? Ruốc. Mắm ruốc ha? Ruốc của Thái. Mắm ruốc của Thái. À, mình sẽ chấm này mình ăn. À, có ớt nè. Cái này mình để vô hay là mình ăn sống luôn? Ăn sống luôn. Sống luôn. Dạ. Anh Hòa, anh giờ anh lái xe, lái xe xong rồi anh phục vụ luôn. Ăn trước đi anh, em ăn nhanh lắm. Này đồ đủ à, ở xô đũa. Dạ, xô đũa chấm muối guốc kìa. Đâu đó, lên thêm hù nữa. Một cái tô bánh canh này thì nó kiểu kiểu giống con bún mình á. Ở đây có mấy miếng bánh canh thịt bò hả anh? Bò. À. Cũng hay hay à. Một vít. Mà em thấy là ở Lào lúc nào cũng có một cái hũ đường vậy trên bàn à. Lào ăn ngọt nhiều. À.
Còn này gì lần đầu tiên ăn đồ đũa với lại nhân ăn đồ đũa với lại tại vì mọi người đi ăn rau này là chấm mắm ruốc đúng không, chấm cái mắm thái gì đó anh hộp. Ừ. Em nói chung là không ăn được thôi bỏ vô đây luôn. Một phít, một phít. Nãy thì mình ăn đồ mà băng nhưng mà ăn với guốc là cái truyền thống của người Lào luôn hả anh? Đúng rồi, Thái Lan cũng ăn. À ăn này sống hết chấm với này ruốc hả? Ruốc đó. Không, cái đó là ớt, ớt mà. Ớt sa tế. Ớt sa tế. Đây anh này là người Lào nè, anh để một đống đường luôn nè. Đường ớt sa tế. Đó. Một đống ớt luôn. Ở đây là mới có phân nửa cái chặng hành trình còn đi dài nhiều nữa. Đó. Người Lào thích ăn ngọt hả? Đúng rồi, bò. Tiếp theo. Ai có cái tô của anh xây bây giờ nó chuyển sang màu đỏ luôn rồi. Anh xây mà đỏ luôn. Anh xây là người Lào. Đó, anh sẽ dùng cái này để chấm nè. Sách. À hả? Để lại đã đếm. Để đây kia rồi. Đó, không có thì người ta phải đi mua thêm nè đúng không? Đó, để cho quay để cho cô bác với anh chị biết thêm về cái hành trình của mấy anh em nó dài. Nó dài như thế nào và nó thực tế cái nào hả anh Ngân ha? Đi sâu vào cuộc đời sống người thường của người dân thế nào. Dạ. Yeah. Mình không phải là mình chỉ quay gọi là ký sự có gì ghi đó. Đấy là đâu đâu đua này. Đó đâu đua. Ăn sẵn vậy. Nhưng mà lúc đầu anh ở Việt Nam anh mới qua anh ăn vậy anh thấy nó lạ không? Hàng phải biết thứ hàng mà ngon có gì mình chẳng có Việt Nam mình chẳng dạ phải ăn bất ngờ quá là mình quá là bất ngờ. Thôi bỏ vô miếng đường luôn thôi bỏ lại nhiều quá lạc hả nên em hơi cũng hơi mặn mặn á anh học. Mình ăn đậm thì mình bỏ đường xem tiếp theo mình lấy miếng mắm guốc rồi bỏ vô đây luôn anh được không anh? Được tiếp theo mình thích bỏ vô mình bỏ mình vừa thích chấm mình chấm ớt nè quẹt ruột ăn nè. Vậy thôi. Ồ. Vậy thôi. Ở trong mắm guốc luôn. Đó. Ừ. Đó. Ôi trời ơi. Khủng khiếp thiệt. Đâu bây giờ mình thử. Mình cũng là thích mắm guốc lắm. Mắm guốc mà ăn với trái cây là số 1 luôn á. Ngon mà chứ còn gì đâu. Gì hơn. Thôi được rồi. Ngon quá Nhân. Quay đầu lại. Rồi, được coi. Lúc đầu, lần đầu mới qua em thấy là lạ. Mà riết thành quen, cái gì cũng có thôi. Rồi thôi bây giờ mình sẽ ốp máy. Rồi mình sẽ ăn xong tiếp tục đi. Một tô 15 ngàn hả anh Hòa? 15 ngàn là hết là nhiêu tiền? 8 ngàn. 1, 2, 3 4 5, 6, 7 7 x 15 là nhiêu nhân? 5 x 15 là 100 đúng không? 103 đúng không? Việt Nam á hả? Ủa? Là ba mẹ ở đây rồi nè. Rồi Quang Vinh. Quang Vinh. Tính lộn rồi. 1 nhiêu? À, 7 7 tô à. Dạ. 25. 125 đúng không? 125. Cảm ơn anh. Anh là người Việt hả? Gốc ở đâu? Việt Kiều. Việt Kiều. Để ở Lào. Dạ. Rồi, cảm ơn anh. À, ăn một đống tô, một đống đồ ăn luôn mà chỉ có 125 ngàn. Ghẻ ghê anh Hòa. Chắc làm thêm tô nữa. Pepsi mà chai. Đó, còn Pepsi nữa. Pepsi nhiêu tiền? 8 ngàn. Vậy là thiếu tiền đúng không? Đủ đây. Đủ chưa anh? 125 đấy, 24 ngàn là còn dư 1 ngàn. Dư còn dư ngàn. Rồi cảm ơn anh. Và bây giờ cũng Bùi Hồ cũng ăn xong rồi. Và các anh em như anh Hòa nãy giờ ảnh chạy tới chạy đu lui. Bây giờ anh mới được ăn. Nên là nữ là sau cái này rồi. Mấy anh em sẽ tiếp tục một cái hành trình đi lên bản vùng cao. Còn một tí xíu nữa thôi là mấy anh em mình tới rồi. Anh say cố gắng chịu nắng tí xíu nữa nha. Dạ, anh say với anh lít ngồi ngoài sau nè, cô quay cho cô bác của anh chị thấy đó. Đó. Mày.
để biết bao nhiêu đây để cho cô bác quý anh chị thấy được rằng mà để được đem những cái phần quà yêu thương này đến bản làng vùng cao là không phải là một cái việc đơn giản đâu. Phải có những anh thanh niên lực lưỡng từng lao động thì mới vác những cái gạo nếp này nè. Ở đây nhiều, có nghĩa là mấy trăm ký á cô bác quý anh chị. Rồi hai anh cái chỗ nhỏ nhỏ này nè, hai anh phải ngồi ở dưới đây nè. Đúng không? Anh ngồi ở đây hả? Không, ngồi trước chứ. Anh ấy kìa, anh anh say với anh Lít kìa. Lên anh. Lấy đi cò. Anh lấy gì anh che nắng vậy? Nóng á. Lên anh. Lên cho em quay cái để cái cô bác anh chị thấy. Le lưỡi rồi. À. À, chào cô bác quý anh chị, cho cô bác quý anh chị thấy sai anh Lít ơi. Rồi, à, tiếp tục hành trình ha. Cái cảm giác bây giờ từ giống như nha, là bị say nắng anh Hòa. À, mấy anh ở ngoài sau á, nóng dữ lắm luôn á. Mà nếu như mà với cái nhiệt độ nắng gió của Lào á, mà không có quen á, thì chắc chắn một điều là mình sẽ bị say nắng và có thể là cảm bệnh luôn. Phải thích nghi, phải có giai đoạn thích nghi mới được. Dạ. Nói nào nay mình chịu nổi. Phải là nắng. Ví dụ như anh cho em nhỏ ở trong này nè, nhân ít tuổi hơn á, cho em ngồi đó nói tiếng em chịu nổi không? Em không dám nghĩ tới luôn á. Thậm chí là nắng của Lào á, cô bác quý chị nghĩ là anh Hòa ảnh vô ngồi ăn thì ảnh phải bật xe để cho nó chạy, để có máy lạnh ở trong này, chứ không ấy là vô đây nó cực kỳ luôn. Ở đây từ đây về tới khi nào còn nhiêu cây nữa? Ở đây đến khi nào còn nhiêu cây nữa? Ba cây, nữa đi ra ba cây. Còn đến chỗ mình phát hòa phát quà anh Hòa? Vô đây qua cái phà đã đi vô đây cỡ 10 cây đổ lại. Dạ. Yeah. Mà cái vùng của mình đi là đường đất hay là đường nhựa? Qua cái nào đường đất, qua đó đường đất. À. Không khi nào đường nào cái tết. Đi thẳng lên ngang bên kia. Yeah. À, chia sẻ với lại cô bác quý anh chị cái tuyến đường này á, là nói từ Campuchia về thẳng đến trung tâm thành phố Bắc Xế của tỉnh Chăm Pa Sắc và thậm chí là nó là lên đến Bắc Lào luôn. Đây là một cái tuyến đường giống như ở Việt Nam có một cái tuyến đường quốc lộ vậy á, quốc lộ 1 của Việt Nam vậy á, thì nó nói thẳng từ Nam Lào cho đến Bắc Lào. Và đoạn đường các anh em đi thì chỉ còn hơn 10 km nữa và qua một cái con sông. Và cái tuyến đường bên kia là một cái tuyến đường đất, hình như là đất đá lộn xộn đúng không anh? Đất đỏ đúng không? Đất bên đây. Đất khô cằn. Từ cái nơi mà anh em phát quà cho đến Campuchia thì nó chỉ còn khoảng 30 cây là tới hả anh Hòa? Hả? Ừ, từ mấy cây á, đi qua Kỳ Nam, tới Kỳ Nam nè, chạy được 3 cây qua Kỳ Nam. Dạ. Thôi lát nữa qua đi phà qua con sông Mê Công rồi quay cho cô bác quý chị xem tiếp. Bị lắm, qua sông Mê Công đấy, đi tới đây đoạn lắm. Hòa đó hả? Ừ. Ôi trời, ôi sao cái máy ngộ vậy? Ở đây là nè. Ở cho tụi em xuống đây cho em cảm nhận cái con phà đó, sau đấy nó ngộ ngộ đi. Cho em xuống anh Nhân. Để này mở cái này đó. Từ từ giờ mở. Có chứng điện thoại em rồi để mở cái đập này. À. Đây nè anh anh lớp đồ anh ngồi ở đây nè. À, xin bay đi. Dạ. Và đây là một cái con phà bắc ngang con sông Mê Công. Điều khá là lạ đó là cái con phà, cái máy nó nằm, cô bác anh chị, cái máy nó nằm bên hông, nó kiểu giống như là xe xám lọ mình mà kèm theo một cái sọt bên hông á. Nó khá là, nói chung là lần đầu tiên đi đến đây thì Bùi Hồi cũng khá là bỡ ngỡ khi gặp một cái con phà bắc ngang sông mà nó như vậy á. Yêu. Còn bây giờ thì người ta sẽ
Ủa bây giờ phà đó mình xuống được chưa anh? Để thôi. Hả? Chưa xuống được hả anh Hòa? Hả? Chưa xuống được hả? Chưa, không biết để họ đang đánh hướng lại rồi mình mới lên được chứ. Mới đang đậu hướng gì mình đâu có lên. Nhưng mà mình lội bộ lên được đúng không? Được. Nhưng mà phà của Lào là phải bắt kiểu vậy đó hả? Đúng rồi. Nó bên hông vậy đó hả? Ừ. Ôi trời ơi, lạ dữ vậy. Tí họ đang đợi nè, cái xe sau họ cũng đang đợi nè, không lên phà hết. Nhưng mà phà vậy thì nó sẽ tốn xăng hơn là so với phà từ sau đẩy tới đúng không? Không biết nữa, mình không rõ đó. Dạ. Bây giờ họ đang sắp xếp để cho cái hướng đổi để cho phà cho xe lên. Ờ, sao lúc họ đậu họ không đậu ngay cái đường ngã thẳng hay mà họ phải đậu vậy? Chắc cái nghĩa là hồi nãy họ đã nghỉ ăn trưa họ mới đậu ép vô, chứ còn đậu kia là nước dòng sông nó cứ đẩy phà nó phải trôi à. Nên họ tấp vô họ ăn nghỉ cơm gì đó, rồi giờ họ mới đánh ra lại. Cái con phà này nó chạy qua bên đó luôn hay sao? Đúng rồi, đúng rồi. Họ chạy qua cái nơi mình muốn đi qua. À, đó là một cái bản làng vùng cao đó ha. À, hình như em thấy đó giống như là một cái cù lao ở quê nó em vậy đó. Dạng như là nó thành trên một cái đồi trên đó, dạng như nó cánh biệt giữa chỗ con sông. À. Như vậy trên một cái đồi đó mà đi vô trong đó, dạng qua trên cái đồi núi. Dạ. Thú vị quá. Thôi bây giờ em xuống dưới luôn nào quá rồi. Thì theo chia sẻ của anh Hòa đó thì cái con phà này nó sẽ chạy vào bắc ngang bên kia sông kìa. À. Nó lạ lắm. Và ra thì đối với bản thân của Bùi Hồ, người mà từng đi và từng cảm nhận á, thì thấy nó lạ lạ lắm. Thấy hình nhân luôn luôn của không? Nhưng mà khá là lạ nè Nhân. Có nghĩa là con phà này nó sẽ đẩy đi ngang gì hay sao ta? Thật sự nãy giờ em cũng chưa hình dung được là cái khoang động cơ này á, nó sẽ đẩy cái chiếc phà như thế nào nữa. Nhưng mà như nãy giờ phà đang gặp một cái vấn đề á, họ như là bị mắc cái chân vịt vào cái bờ nó cạn quá hay sao á. Anh nói là anh Hòa có chia sẻ với anh á, là chắc có lẽ là mấy anh này nghỉ trưa rồi cái chiếc phà này phải đậu như vậy để mà cái dòng chảy xiết của sông á. Vậy nó hả? Không xô cái chiếc phà nó lệch hướng à. Ở dưới dòng sông. Bây giờ thì đang gặp khó khăn khi mà cho cái phà nó vào đúng cái hướng để cho xe xuống. Thấy mấy anh lái phà này nãy giờ lay hoay nè. Và anh em mình vẫn chưa hình dung nó chạy như thế nào luôn á anh Hồ. Đúng rồi, anh này không hiểu. Và tại sao người ta lại không thiết kế nó nằm ở cái trục ở trên cái chân vịt nó trên cái phà này mà người ta lại thiết kế ngang như vậy ha? Thì cô bác quý anh chị mà có xem được clip này thì có thể giải thích cho Bùi Hồ cũng như là em nhân chứng có thể hiểu rõ thêm về cái cách hoạt động của cái con phà này. Thật sự thì ở bên đây có một cái chiếc phà nhỏ nữa nè. Nhưng mà cái chiếc này thì chở xe gắn máy. Còn khi mà có xe ô tô á, như xe của mình á, thì người ta mới đi chiếc này. Ồ, nóng phải nói là chia sẻ với cô bác của anh chị á. Cái thời tiết này mà nếu như mà cô bác của anh chị mà sống ở phương Tây hay châu Âu á, thì nó dễ bị sốc nhiệt lắm, nóng lắm. Bây giờ tụi mày có con cháu, bà con của anh, chồng ngoại anh. Thì cái gốc ông ngoại anh cũng tài công đó. Dạ. Vậy tôi tài công đó. Đó. Ông tài lý bà. Bây giờ khó khăn cho chiếc xe di chuyển lên rồi. Có 15 nè. Ngủ vô. Kệ chứ Hương. Chứ Hương. Ông ngủ vô. Đưa rít rồi. Bà cho cơm nó bạch. À, mình phải đợi hả anh Hòa? Đúng rồi, mình đang đợi phà đi qua. Mình đợi một chuyến phà khác hả? Ờ. Ôi trời ơi, Ôi trời ơi. Bị cái xe họ kêu để một mình họ đi á. Nó quá nặng á. Không đủ tại cái... Lúng luôn, lúng cái... Tại vì cái xe cát khối nó không đã 20 khối rồi. 20 khối với xe nữa là 10 tấn nữa là 30. Nặng quá.
khủng khiếp quá. Nhưng mà em thấy anh Hồ vẫn chưa hiểu anh Hòa, vì sao mà cái máy phà nó lại nằm ở bên không phà như vậy? Có thể nó xoay được đó, nó sẽ xoay lại được một hướng, ví dụ cái hướng đó tí nữa cái phà này nó sẽ ép vô sát với thùng này là nó đẩy à, ép vô tí lại là nó cái chiều nó có thể nó xoay được. À em hiểu rồi à. Bây giờ thì Bùi Hồ mới hiểu được cái cách hoạt động của cái con phà. Cái trục ở đó là một cái trục xoay được, và con phà này nó sẽ chạy cặp vô và nó sẽ đẩy đi. Bây giờ thì cái chiếc xe của mình vẫn đang còn đợi ở đây nè, đợi cái chiếc phà bên kia qua. Lý do là cái chiếc xe tải này với trọng tải rất là lớn rồi, nên người ta không muốn chở thêm một cái chiếc xe nào nữa để cho đảm bảo cái sự an toàn. Và sau chiếc xe này thì sẽ tới một cái chiếc ô tô của mình. Đây là một cái chiếc phà chở xe ô tô, xe tải, còn chở người thì đi bằng cái chiếc xuồng nhỏ đằng kia kìa. Vậy sau đó là mới lên được cái phà. Ôi trời. Cái cảm giác đi vào mà nó hồi hộp ghê á. À, bây giờ thì cũng gần qua bên kia xong rồi. Ủa rồi mình tán tiền phà ở đâu anh? Tí nữa mấy người họ đi qua hầm không? Dạ. Qua bên kia là một cái cồn, cái bảng hình hả? Đúng rồi, cồn giống như hòn đảo vậy đó. Dạ. Bây giờ thì cái con phà chở cái chuyến xe thương của các anh em mình cũng đã trên cái đoạn đường đi qua sông để qua bên kia một cái vùng bản cao. Thì ở đây cái con phà này khá là đặc biệt, thậm chí là khi mà Bùi Hồ quay cái hướng phim này đó thì bạn này dùng cái tay á để kéo cái dây xích này để đưa cái mỏ bằng phà như thế này nè nâng lên. Và ở trên đây về cái diện tích của con đây, cái máy của con phà này cô bác với anh chị thô sơ. Con bác với chị thấy không? 1, 2, 3 cái máy cùng nhau đẩy. Ngoài kia ra ngoài sau bạn ngoài kia kìa. Kéo cực khổ lắm. Làm với cái con phà này nó sẽ có hẳn luôn một cái mái che như thế này cho khách ngồi ở trên cái sàn này. Và đây là cái không gian của anh Bác Tài cũng đi phà nhưng mà lần này nó lạ lắm anh Hòa. Chiếc phà của người ta là dùng cái mái đằng sau đẩy ra đằng trước, thì cái này chơi ngang hông, có nghĩa là cái mái đặt ở bên đây còn anh lái thì anh nằm ở bên hông này. Đó, ngược lại với người ta. Trong ba cái máy nó chạy thì cái máy giữa vẫn đang chạy, cái máy này vẫn đang chạy, cái máy bên kia nó bị chết máy. Anh này anh phải quay và chạy bằng dầu, đeo cái thùng dầu ở bên kia lủng lẳng bên kia kìa. Và ở đây anh có một chè một cái máy nè, chè một cái máy kia để bảo vệ cái máy. Những cái câu chuyện này á, nó chỉ thật ra là nó chỉ có ở Lào thôi. Những cái lời khác cô quán không phải quý vị cũng không bao giờ thấy được. À,
Như vậy thì Bùi Hồ cũng đã trên một cái chiếc phà chạy ngang con sông Mekong. Cái con sông này thì chạy dài từ Trung Quốc qua Lào, qua Campuchia và về đến Việt Nam ở chính cửa sông gọi là sông Cửu Long. Một cái con sông Mekong hiền hòa và nó sẽ chảy dài xuyên suốt từ đây cho tới Việt Nam luôn. Có một cái hành trình vượt ngược dòng sông Mekong để trở về lại Lào là một cái hành trình khá là thú vị riêng đối với bản thân của Bùi Hồ cũng như là các anh ở Lào đã hỗ trợ cho Bùi Hồ cùng kết nối với lại Mạnh Thường Quân để mà hỗ trợ cho bà con ở vùng bản có được những cái món quà yêu thương. Thì không biết nói gì hơn, với một cái cảnh non nước hữu tình như thế này á thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ đến thời điểm này, và xin chúc cô bác quý anh chị một cái sức khỏe dồi dào, an lạc, và hãy tiếp tục theo một cái hành trình của Bùi Hồ lang thang tại những cái vùng bản của nước Lào, những cái nét văn hóa tâm linh và cũng như là tín ngưỡng của người Lào, một cái đất nước triệu voi hiền hòa yêu thương và đặc biệt rất là mến khách. Và hiện nay là đang giữa sông mà cô bác quý anh chị, và cái xe mà mang những cái phần quà yêu thương của cô bác quý anh chị cũng đã gần đến nơi rồi. Và thật sự ra thì hiện nay cái tâm trạng của Bùi Hồ á rất là hồi hộp, thậm chí là mang cả sự phấn khởi, vì không biết là ở cái người dân của vùng bản sống như thế nào, mà chỉ biết qua sự chia sẻ của anh Hòa nói rằng ở đây người ta rất là khó khăn. Và thậm chí là khi mà mình Bùi Hồ ở clip trước mà có mua quà đem đến bà con vùng bản đó, thì anh Hòa có nói với Bùi Hồ rằng là những cái nhu yếu phẩm họ rất là thiếu, rất là nhiều, kể cả là kem đánh răng, bàn chải đánh răng, xà bông gội đầu hoặc là xà bông giặt đồ đó. Thì bao nhiêu đó đủ để cho cô bác quý anh chị thấy. Và bây giờ thì cho cô bác quý anh chị xem cái khung cảnh bên đây ha. Đây là cái khung cảnh bên kia sông nè. Còn lúc nãy thì Bùi Hồ đi cái khung cảnh từ bên đây sông, đi qua bên đây. Cái con sông Mekong ở đây thì cái lòng sông cô bác quý anh chị nó rất là lớn luôn. Từ bên đây sông đến bên kia sông đó, nó phải độ rộng của nó khoảng ngay cái khúc này không biết là nó có rộng nhất chưa, nhưng mà nó khoảng là 500m đó cô bác quý anh chị. Và nơi cái dòng sông này nó có rất là nhiều nguồn thủy sản. Hiện nay mà ở miền Tây của Bùi Hồ, nơi chính cửa sông á, thì nó đã quý hiếm, nhưng mà ở đây nó vẫn còn những loài cá rất là quý hiếm, chẳng hạn như cá tra dầu hay là cá hô chẳng hạn. Chỉ còn khoảng vài mươi mét nữa thôi là anh em mình đã cập bên kia sông. Mà em không rõ là địa phương ở đây được gọi là cái huyện gì, cái tỉnh gì anh ha? Ở đây họ bên đây họ, tại vì nó nằm cách biệt với một giữa con sông, nghĩa là qua đây mình đi qua một cái đồi núi, nghĩa là một cái đồi ở khu này là gọi là Don Mung Phung, nghĩa là nó trên một cái đồi để mình đi qua bên đây, rồi hành trình mà đi tiếp nghĩa là giờ tí nữa mình để đi vô một cái khu chùa ở trên trong cái khu cái đồi núi này, rồi mình đi vô đó, trong đó mình nghĩa là mình dâng một cái lễ gì về nước hay gì đó để cho thầy một tí, xong rồi mình hành trình mình đi tiếp lại trong cái khu vực đó luôn. Nghĩa là nó đi qua một cái khu vực này, nghĩa là của bên thầy ở tu ở đây rồi. Rồi mình đi hành trình mình đi tới một thầy này là nghĩa là trong mình đi rã trong những cái khu khó khăn của họ được đây. Có nghĩa là hành trình anh em mình sẽ cập bờ đây, đúng, sau đó đi đến một cái ngôi chùa. Ngôi chùa mình, trên tại nơi luôn, mình sẽ đi tới trước tiên là mình đi vô chùa trước. Là mình mới đi tiếp. Mình chỉ vô mình sẽ hỏi thêm trong cái, ví dụ như là chỗ thầy thì nói là chỗ khu vực của nào đó, thêm là mình thông tin mình đi theo. Dạ, rồi sau đó là mình sẽ đi đến những cái vùng bản. Đúng rồi. Vùng bản đặc biệt là em có nghe anh từng chia sẻ rằng ở đây có một cái cây mà cái rễ mọc ngược lên rất là linh thiêng. Vậy thì nó gần ở đây không anh? Gần đây, khi mình đã xong việc đây xong mình phải đi về lại con sông này, tại vì cái hòn đảo này là nó cách biệt với những cái con sông hết, nghĩa là nó nằm ở giữa rồi. Mình muốn đi đâu cũng phải qua con sông để về lại, rồi mình mới đi lại ngược về kia, về hướng đường Campuchia. Nên là nữ ra Lào được mệnh danh là đất nước mà không có biển nhưng mà có 4.000 hòn đảo, đúng không? Thôi bây giờ thôi anh chạy lên đi, mấy em mình tiếp tục ha. Hành trình. Và bây giờ thì anh Hòa sẽ lên xe để mà đưa xe lên bờ. Chắc là mấy anh em mình sẽ đi bộ lên đi nhân ha. Nhân em cảm thấy như thế nào ơi?
thời tiết, nhiệt độ, rồi không khí, rồi thậm chí là cái cả về mật độ dân số ở đây anh thấy sao? Thì bây giờ anh nhìn em là anh thấy rồi. Đang phải bao bịch rất là kín. Bởi vì mình chỉ sợ là mình say nắng, mình không đủ sức khỏe để mà mình tiếp tục cái hành trình này. Cái nắng bây giờ em nghĩ là phải trên 40 độ, cực kỳ kinh khủng luôn. Nhưng mà cảnh vật thì rất là đẹp đúng không anh? Anh Hồ? Em thì cũng đã từng đi phát quà rất là nhiều. Và cái việc mà phát quà của em đối với ở đây nó khác chứ việc ở Việt Nam và cái nó khác nhiều không nhân? Ôi chiếc xe bị lún luôn rồi kìa. Không phải đang lấy trớn lại á. Ôi hay quá. Ê, có chừng nó rớt quà chưa? Những chiếc xe bán tải này thì rất là mạnh. Bởi vì với địa hình địa thế xấu như ở Lào thì một là phải phương tiện di chuyển phải là xe bán tải. Và hôm nay chắc có lẽ là đến đây thì anh Ngân là nhiều người nhiều cảm xúc nhất. Đúng là Lào nắng gió thì kể cả là bụi nữa đúng không Nhân? Em hôm nay là em biết tại sao là gọi là bùi hồ đen hả? Anh Hồ có một cái hành trình sang Lào trước đó rồi và bây giờ em mới hiểu vì sao anh Hồ đen hùi lùi như vậy. Từ nay về sau em đã có câu giải thích rồi đúng không? Em cũng từng đi những cái phát quà ở vùng cao á anh Hồ. Nhưng mà có thể là không có khắc nghiệt bằng ở đây. Ở Việt Nam mình á. Không có khắc nghiệt như ở đây đâu. Rồi, bây giờ mấy anh em mình lên. Nghe nhất là hai anh này nè. Let's go. Mở cho anh em này vừa. Quên hoài. Phải nói khủng khiếp. Giống cát nó lúng quá. Hồi mà anh là lúc ve lại anh thấy xe tải ngoài sau mà anh trở lại em giật mình luôn trời. Mọi ve mình nhìn chứ. Dạ. Ve mình nhìn chứ. Tại mình nó hết chớn rồi lên ở đó là nó lì rồi không lên được. Dạ. Phải lấy chớn cao. Mà nếu như mà người lái yếu mà ve lại vậy là sẽ đụng xe sau liền. Cái cảm giác anh sao giờ anh nha? Chân chào lắm. Nó không được ghẹn quá. Vậy ý là một ở đây tôi xem như là một phần cơ thể của mình. Mà tụi em thì còn trẻ nè, chịu đựng về cái nắng cái gió của Lào rồi nó cho chắc có lẽ là em nghĩ là sẽ tốt hơn anh. Thì anh với lại anh cái tuổi nó cao á thì vì một cái điều gì đó thiêng liêng mà anh quên đi cái mệt hay sao anh Ngân? Về tới đây tôi mới cảm nhận được là một cái vùng quê xa xôi mà ngoại tôi lúc trước thời con gái có chồng về đây thì sanh ra mẹ tôi ở trên quê hương này và tôi cảm nhận được tôi thương ngoại tôi nhiều hơn tại vì người ta nói là phận gái 12 mấy nước rồi ngày xưa lúc thời phổ thông tôi có nghe nhỏ khi mẹ ru con nghe mà chiều ra đứng ngõ sao trong về quê mẹ mà ruột đau chín chiều từ đó ngoại tôi mới dẫn mẹ tôi về Việt Nam thăm thân nhân rồi hoàn cảnh gia đình nên là cũng lâu không có dịp mà trở lại quê hương này từ đó nó có một cái cảnh là cha xa con, vợ xa chồng. Tôi lên về đây tôi cảm xúc lắm. Bây giờ là đi tới một cái chùa những người thảo nhân tôi ở đây này, dù có thế nào thì nếu có người đã mất thì tôi cầu trời Phật cho người thân tôi được thanh thản an nghỉ. Còn nếu mà thân nhân tôi có còn hoặc con cháu của ngoại và cậu gì tôi có còn thì tôi cầu trời cho những người thân nhân của tôi được an lành hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn những cái chia sẻ của anh về cái cũng như là cái cảm xúc của anh và em mong thì anh sẽ tìm được cái quê ngoại của mình.
cũng một điều gì đó linh thiêng tại đất Lào này. Và cái nơi mà anh em đến đầu tiên tại một cái cù lao coi như là giữa sông á, là một cái chùa. Mà theo anh Hòa chia sẻ, đây là một cái ngôi chùa rất là linh thiêng ngay tại Lào, đúng không anh Hòa? Đối với những Phật tử hay những cô bác quý anh chị mà thích đi chùa về Lào là một cái điều rất là gì đó, nó rất là thiêng liêng ha anh Hòa.